Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Giờ Cách Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin thị trường đáng chú ý. Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MBB vừa thông qua quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông đợt 1 năm 2016. Theo đó, tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 6%, tương ứng mỗi cổ phần được nhận 600 đồng một cổ phiếu. Danh sách cổ đông nhận cổ tức được chốt vào ngày 24 tháng 2 năm 2017 và ngày tạm ứng dự kiến là ngày 8 tháng 3 năm 2017 với hơn 1.700 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Ước tính MBB sẽ cần chi ra hơn 1.000 tỷ đồng để trả cổ tức trong đợt này. Năm 2016, MBB đạt 3.650 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 13%. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.883 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2016 đạt gần 4.700 tỷ đồng. Hết năm 2016, tổng tài sản của MBB đạt 256.000 tỷ đồng, tăng 15,8% so với thời điểm đầu năm. Tổng số nợ xấu của ngân hàng là gần 2.000 tỷ đồng, chiếm 1,31% tổng dư nợ, giảm so với mức 1,6% hồi đầu năm. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT, mã chứng khoán là FPT, vừa phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017. Theo đó, thì năm 2016, doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt hơn 40.500 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 5,7%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.600 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2015. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu của FPT năm 2016 đạt gần 4.000 đồng, tăng 2,8% so với năm 2015. Năm 2017, FPT phê duyệt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt hơn 46.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.400 tỷ đồng, tăng lần lượt là 15 và 13% so với kết quả đạt được năm 2016. Dự kiến kế hoạch này sẽ được Hội đồng Quản trị FPT trình Đại hội đồng Cổ đông năm thường niên năm 2017 vào cuối tháng 3 tới. Thưa quý vị, công ty cổ phần Everpia Việt Nam, mã chứng khoán là EVE, chuyên sản xuất chăn ra gối đệm thương hiệu Everon, vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 với doanh thu tăng nhưng lợi nhuận lại giảm mạnh. Theo đó, trong quý này, EVE đạt tổng doanh thu thuần hơn 250 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận gộp về bán hàng đạt gần 83 tỷ đồng, giảm gần 23% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong quý này khoản lỗ trong công ty liên kết của EVE tăng vọt lên mức gần 11 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ công ty chỉ lỗ hơn 700 triệu đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng khoảng 28%, chiếm gần 58 tỷ đồng. Kết quả quý 4 năm 2016, lợi nhuận sau thuế của EVE đạt hơn 9,3 tỷ đồng, giảm gần 79% so với cùng kỳ năm 2015. Lũy kế cả năm 2016, công ty đạt hơn 865 tỷ đồng doanh thu thuần, hơn 83 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt là 1,7% và 26,1% so với năm 2015. Thưa quý vị, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo và kiểm soát đặc biệt đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam PNC. Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016, PNC ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 1,91 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 là âm 39,35 tỷ đồng. Như vậy, công ty vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 là số âm. Vì vậy, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PNC. Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PNC sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam. Chuyển sang những thông tin trên thị trường chứng khoán thế giới. Thưa quý vị, phiên đầu tuần của phố Wall khá sáng sủa khi sắc xanh bao phủ trên diện rộng. Nhóm tài chính là điểm sáng của thị trường trong phiên ngày hôm nay. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 0,7%, chỉ số S&P 500 và Nasdaq tăng 0,52%. Trong độ tính của S&P 500, nhóm ngành tài chính tăng 1,1%, với Citigroup tăng 2,3%. Nhóm ngành công nghiệp cũng tăng 1%. Đây là hai lĩnh vực được cho là hưởng lợi rất nhiều từ chính sách của Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump. Chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 9% kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 8 tháng 11, với những kỳ vọng mà ông Trump đã tạo ra cho nền kinh tế khi ông cho biết sẽ giảm thuế doanh nghiệp, giảm bớt các quy định về ngân hàng và tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, dữ liệu kinh tế mạnh mẽ trong những tuần gần đây còn được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh quý 4 lạc quan của công ty. Cổ phiếu của Apple trong phiên tăng 0,9% và đóng cửa mức cao nhất kể từ năm 2015 cho đến nay. Kết quả này có được dựa trên kỳ vọng về số lượng iPhone bán ra sẽ tăng vọt trong năm nay.
Ngược chiều, nhóm ngành viễn thông lại có một phiên giao dịch không khởi sắc cho lắm với cổ phiếu của Verizon Communications giảm 0,9% sau khi hãng cho biết họ đã có kế hoạch thử nghiệm và áp dụng mạng 5G, gây ra những lo ngại về một cuộc chiến giá cả mới. Tương tự thì cổ phiếu của AT&T cũng giảm 1,8%, T-Mobile giảm 2,4% và Sprint giảm 1,3%. Chuyển sang những thông tin trên thị trường châu Á. Thưa quý vị, sau phiên đầu tuần đầy phấn khởi thì chứng khoán châu Á đã có phiên giao dịch ngày thứ ba khá ảm đạm với sắc đỏ bao phủ hầu khắp các chỉ số chính. Chỉ có thị trường chứng khoán của Trung Quốc tương đối lạc quan nhờ những thông tin kinh tế hỗ trợ tích cực. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Nikkei của Nhật Bản, AS200 của Úc và Kospi của Hàn Quốc đều chìm trong sắc đỏ, lần lượt giảm 1,13, 0,09 và 0,2%. Duy chỉ có chỉ số Shanghai của Trung Quốc là giữ được sắc xanh. Theo một khảo sát kinh tế vừa được Ngân hàng Trung ương Úc thực hiện vào tháng 1 cho thấy, hiện các yếu tố thuận lợi hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đang ở mức cao nhất trong vòng 9 năm qua. Điều này được thể hiện qua kết quả doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp. Nhóm ngành khai khoáng diễn biến trái chiều với cổ phiếu của Rio Tinto tăng 0,28%, trong khi đó thì cổ phiếu của BSP Billiton giảm 0,91%. Giá đồng vẫn tiếp tục tăng và chạm mốc cao nhất kể từ tháng 5 năm 2015 cho đến nay do những lo ngại về nguồn cung sau khi BSP Billiton đã ngừng hoạt động sản xuất tại mỏ đồng lớn nhất thế giới trong một cuộc đình công của công nhân. Thị trường Trung Quốc tiếp tục đón nhận những thông tin kinh tế lạc quan. Chỉ số giá tiêu dùng của nước này trong tháng 1 vừa qua đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2014. Chỉ số giá sản xuất PPI của Trung Quốc cũng tăng 6,9%, mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 8 năm 2011. Tại Nhật Bản, cổ phiếu của hãng sản xuất điện tử Toshiba giảm mạnh hơn 8% sau khi công ty này cho biết hiện chưa biết khi nào có thể công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2016. Giá dầu trong phiên giao dịch theo giờ châu Á tiếp tục tăng với giá dầu Brent tăng 0,25%, giao dịch quanh mốc 53,06 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô của Mỹ cũng tăng 0,23%, giao dịch quanh mốc 53,06 đô la Mỹ một thùng. Thưa quý vị, tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng của Anh là Reckitt Benckiser mới đây đã thông báo về việc mua lại hãng sản xuất sữa bột Mead Johnson của Mỹ trong một thương vụ trị giá 16,5 tỷ đô la Mỹ. Và nếu tính cả nợ của Mead Johnson thỏa thuận trên trị giá khoảng 17,9 tỷ đô la Mỹ. Thỏa thuận khủng này được xem là cánh cửa mở ra các thị trường mới cho công ty hàng tiêu dùng hàng đầu của Anh. Reckitt trước đó được biết đến là nhà sản xuất chất tẩy rửa Lysol và bao cao su Durex. Reckitt Benckiser cho biết vụ mua bán này sẽ giúp họ phát triển tại Trung Quốc và sẽ là bước tiến đáng kể trong nỗ lực trở thành cái tên dẫn đầu trong mảng sức khỏe người tiêu dùng. Hiện khoảng 50% doanh thu của Mead Johnson đến từ thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Mead Johnson hiện sản xuất sữa trẻ em với thương hiệu Enfa. Doanh thu năm ngoái của hãng đã đạt 3,7 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật những thông tin thị trường chứng khoán. Ngay sau phút giải lao, chúng ta sẽ cùng đến với phần 3 của chương trình, phần bình luận chuyên sâu.